tay rồi. Hàng mới về, hàng mới về. Rất là nhiều bơm xây tay. Bạn thấy rất nhiều cắt cỏ. Cái kho mới chúng tôi mới chuyển. Nhờ sẽ cùng nhau đi một vòng. Đây các bạn, chúng tôi vừa chuyển xong 2 ngày. Đồ đạc vẫn chưa sắp xếp được, mới chuyển sang cái kho này. Đồ đạc vẫn chưa sắp xếp được và bây giờ mới chuyển sang vứt rất là linh tinh. Chuẩn bị chúng tôi sẽ sắp xếp lại. Đồ chuyển vẫn chưa hết, các bạn vẫn đang trong quá trình chuyển. Đúng lúc hôm nay thì hàng lại về các bạn ạ, rất là nhiều. Các bạn thấy hàng mới về tôi để riêng khu này. Còn đây là hàng cũ kho. Sẽ cùng nhau lượn một vòng xem này. Tôi ở hàng mới chuyển sang nên chưa sắp xếp được các bạn. Con này cực kỳ rộng, gần 1000 mét. Rất là rộng ạ. Đây là hàng mới ở bên trong. Hàng này chúng tôi mới gọi là chuyển sang thôi, chuyển sang để bàn giao lại cái mặt bằng cũ cho bên chỗ cũ ấy. Còn hàng này chúng tôi mới chuyển sang và chưa sắp xếp được gì cả. Hàng cực kỳ xếp rất là linh tinh, chưa có thể quy củ được. Một hai hôm nữa, chắc là tầm 5 đến 10 hôm chúng tôi sẽ ổn định lại. Và chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn những cái mặt hàng của Điện Máy Bình Sơn. Thật sự thời gian này rất là bận, hai hôm làm liên tục từ sáng 8 giờ sáng cho đến tận 11 giờ đêm. Hai hôm mới chuyển được chỗ hàng này sang tạm. Còn các bạn biết là sau khi chuyển sang như này, chúng tôi phải dựng lên kho, dựng lên văn phòng, lên sàn, các thứ rất là mất việc, rất là lâu. Nay hàng về thì chúng tôi đang tranh thủ quay một hai hình ảnh gọi là nhanh hôm mới cho các bạn xem. Rồi, cần cây. Ở mấy hôm nữa chúng tôi sẽ hoàn thiện tất cả, đi vào hoạt động lại trở lại thì chúng tôi sẽ quay kỹ hơn cho các bạn có thể xem được. Rồi, ok. Các bạn vui lòng like, subscribe kênh YouTube của Điện Máy Bình Sơn để liên tục cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Điện Máy Bình Sơn trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.